Hello các bạn, hôm nay hai anh em mình sẽ đi tắm hồ bơi nha mấy bạn. Các bạn hãy theo dõi chuyến tham quan đi hồ bơi của hai anh em mình nha. Ok, let's go, cùng bắt đầu đi thôi. Bây giờ mình đã tới được chỗ bơi rồi nha mấy bạn. Bây giờ hiện tại là chỗ này rất là trống, chỉ có 2-3 người đó bơi thôi. Giờ hai anh em mình sẽ bơi thả hết luôn nha mấy bạn. Đúng rồi nha mấy bạn, mấy bạn cùng coi hai anh em mình bơi nha. Bơi kính vô cái đó. Mình đi tu được không? Trời, đang qua đây thôi là được rồi. Nhưng mà con không biết bơi. Bơi đại đi. Bơi đi. Mấy bạn nhìn si kìa mấy bạn. Bơi yêu ếch nè. Ếch bơi nhảy. Này là bơi cóc chứ bơi ếch gì. Em vừa câu chờ cá. Bên đây là hồ công ty 7 mét nữa các bạn. Hồ này dành cho bé, còn bên đây là hồ 1m4 dành cho người lớn nha các bạn. Ở đây có cái thao luôn, rất đủ luôn. Dành xuống dưới 1m4 luôn nha. Bạn ơi, chậm ở đây nào. Bây giờ mình sẽ chơi cầu tường với anh hai mình nha các bạn. Wow. Chưa. Đợi 1, 2, 3 rồi mới xuống nha. Dược chỉ xuống nó có nguy hiểm quá. Nguy hiểm, ngồi kia đi. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Có đã không? Đã không? Đã không? Được à, dễ gì. Bơi từ đây qua đây thì được. Rồi chắc được à. Đi ơi, cố đi ơi. Ghê. Thôi đau quá. Đi vô ba. Đỡ đỡ té. Đỡ té. Đỡ luôn, lọt chân dưới luôn rồi. Em ấm cho quay trên xuống. Nè hai đứa nhìn đây coi, đứa nhìn bên đây coi. Chào mấy bạn. Chào mấy bạn. Hello mấy bạn. Chào mấy bạn nha. Chào mấy bạn. Hello mấy bạn. Chào mấy bạn. Hello mấy bạn. Hello mấy bạn.
Rồi bơi. Hẹn lại các bạn trong cái video lần sau. Nhất tôi lại.